Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án iDrop của con cô Phin. iDrop đây là một cái dự án có chia sẻ khoảng 20 triệu token GLF và tương đương với khoảng 46.000 BUSD. Đây là một dự án mạng BSC mọi người nhé. Nó sẽ có 2.000 slot và top 100 random. Các bạn sẽ làm ở trên nền tảng glam.io. Bạn nào mà chưa có tài khoản glam.io thì các bạn nhớ đăng ký cho mình một tài khoản nhé. Các bạn có thể đăng ký bằng mạng xã hội như kiểu Google hoặc là Twitter, hoặc là các bạn có thể đăng ký bằng email nhé. Vào đây thì nó sẽ có hay đánh captcha mọi người ạ. Không biết là tài khoản của các bạn có hay đánh captcha không, nhưng mà tài khoản của admin thì hay đánh captcha lắm. Đấy, chúng ta sẽ vượt qua captcha và vào trong chúng ta làm một số nhiệm vụ để chúng ta kiếm tiền điện tử free mọi người nhé. Những cái dự án trước khi mà nó lít sàn hoặc là những cái dự án nó mới ra để nó phát triển cộng đồng và hoặc là nó quảng cáo cho cái dự án ấy, thì thường là nó có những cái chương trình iDrop và bounty đấy mọi người. Thì chương trình iDrop và bounty là những cái chương trình mà mình làm những cái nhiệm vụ mạng xã hội theo yêu cầu của nó để chúng ta có thể kiếm được các đồng tiền điện tử free. Sau đấy thì khi mà lít sàn ấy thì mình sẽ được có giá trị ấy, thì mình sẽ có thể bán được với giá USDT để chúng ta có thể chuyển đổi về banking. Những cái dự án này thì là những cái dự án random ấy, thì mọi người có 2.000 bạn may mắn thôi. May sau này thì nó sẽ có những cái chương trình win the lead, tức là những cái bạn may mắn nhất thì họ sẽ công bố ấy. Thì lúc nào mà nó có ra cái danh sách đấy thì mình sẽ đăng lên kênh của mình để cho các bạn check nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh Telegram của mình có tên là Anh Kỳ. Có tên là Kizumi, iDrop Bounty nhận con free nha mọi người nha. Đấy, hoặc là kênh YouTube của mình thì mình sẽ update cho các bạn sau. Vào đây thì chúng ta có một số nhiệm vụ và có một số rules, tức là những cái quy định thì ở bên dưới này nó nói hết rồi. Mọi người có thể đăng ký, có thể đọc qua nhé. Họ đang bán IDO ở trên Pinsale và sẽ list sàn vào 4 giờ UTC cộng 7 ngày mùng 8 nhé, January, tức là ngày hôm nay đấy mọi người. Đấy thì cái iDrop thì sẽ trả vào ngày 16 nha mọi người nhé, tức là sau vòng một tuần. Đấy thì còn nó sẽ còn khoảng 7 day nữa cho mọi người cùng làm. Chắc là kết thúc phát thì nó sẽ trả luôn đấy. Hôm nay là 8 tháng 1 rồi. Thì là đấy ở 16 tháng 1 mà. Đấy. Thì các bạn vào đây có một số nhiệm vụ như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ theo dõi cái Telegram group nha. Ui, muỗi. Đấy, mọi người sẽ ấn vào Open Web và chúng ta ấn vào Join nhé. Cái dự án này có dàn backer khá là khủng nha mọi người nhé, rất là nhiều. Đấy, cho nên mọi người cố gắng tham gia và mong là mình sẽ may mắn cái dự án này. Một số cái dự án của Việt Nam về game cũng rất là ok đấy mọi người. Khi mà trúng thì chúng ta có thể trúng được 100, 200 đô là chuyện bình thường ấy. Đây, các bạn vào phần setting nha. General, ấy, set tên như là cái gì nhỉ? Profile chứ. Đấy thì mọi người ấn vào đây hả? Đúng rồi. Chúng ta sẽ ấn vào Diệp và ấn này. Đây là tên Telegram. Mọi người copy ở. Đâu rồi? Đây. Trời ơi, lẫn. Đấy thì mọi người phải đánh chữ K vào đầu nhé. Mọi người ấn continue. Cái này cũng y chang như thế thôi, chúng ta chỉ làm lại thôi, theo dõi thôi mà. Những cái chương trình iDrop là những cái chương trình mà nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều những cái chương trình bounty hoặc là tìm cái lỗi của cái dự án đấy. Dán tên vào đây tiếp nha. Rồi. Cái này thì chúng ta comment. Comment, nhưng cái này mình có comment được đâu nhỉ? Sao tự dưng bảo tôi comment vào đây vậy? Tôi cứ ấn vào đây đi. Rồi. Quay lại này, chúng ta sẽ ấn vào đây để visit cái page của nó này.
ấn vào continue. Flow ở trên Twitter nha. Đây cái dự án của nó nè, mọi người có thể vào đây đọc thêm một số thông tin nhé. Panel đây. Đấy, Pincel, Tomo, Polygon, Hotbit, Gate, Bitmark này. Đấy. Mọi người ấn vào Flow nhé, dự án này nhé. Người cổ xưa đi trồng trọt hay sao ấy nhỉ? Một cái game khá là buồn cười. Đấy, các bạn ấn vào Continue. Cái này thì Like và Retweet, Like và Like, Retweet and tag ba bạn bè. Trời ơi, mạng hơi bị kém nha mọi người nha. Like, Retweet, tag ba bạn bè vào đây nha. Được chưa? Mọi người quay lại profile. Các bạn copy lấy tên nhé. Dán vào đây. Ở dưới là chúng ta sẽ dán ví nhé. Nền tảng BEP20 Binance Smart Chain. Mọi người copy lấy ví dán vào là xong thôi. Đấy, các bạn copy lấy link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia. Các bạn sẽ nhận được thêm 40 point mọi người nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này cùng mình nhé. Chúc bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này. Mình sẽ để link ở bên dưới video cho mọi người cùng tham gia. Các bạn nhớ đăng ký kênh like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé.